tan chảy trước khoảnh khắc dễ thương của hai con nhà Khánh Thi Phan Hiển, hình ảnh cậu bé Kubi nở nụ cười rạng rỡ bên em gái mới sinh được nhiều người hâm mộ yêu thích. Vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển vừa khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của hai con lên mạng xã hội. Trong ảnh, cậu bé Kubi nở nụ cười tươi rói, âu yếm cô em gái Anna mới sinh. Dù mới 3 tuổi nhưng Kubi đã rất ý thức việc có em và luôn yêu quý em hết lòng. Khoảnh khắc đáng yêu của hai con nhà Khánh Thi Phan Hiển. Hình ảnh bé Anna trong những ngày đầu chào đời. Trải qua cuộc hôn nhân đầy sóng gió, giờ đây Khánh Thi Phan Hiển đang có cuộc sống vô cùng viên mãn. Vợ chồng nữ hoàng dashboard luôn hỗ trợ nhau trong công việc. Dù còn trẻ tuổi nhưng Phan Hiển lại là người chồng, người cha mẫu mực. Anh hết lòng chăm sóc vợ con mọi lúc mọi nơi. Khánh Thi đã có cuộc sống viên mãn sau những ngày sóng gió cuộc đời. Dù ít hơn vợ 12 tuổi nhưng Phan Hiển khiến nhiều người khâm phục khi tận tụy trong việc chăm sóc vợ con. Bất cứ lúc nào rảnh anh lại đưa vợ con đi du lịch.